định ghé qua VVHow ở 47A1 Nguyễn Thuận Hiệp, phường 5, quận Bình Thạnh để mua đồ. Bạn nào muốn mua ủng hộ V thì ghé liền nha. Chào mừng chị em đã quay trở lại với kênh VV Official nữa rồi nè đó. Hôm nay bà Giang lại quay trở lại với game Play Together nữa nè chị em. À mọi người có hay hỏi là cái gói này bà Giang được sở hữu ở đâu thì này làm dịch tạm tạm. Wow. Bởi vậy là mình sử dụng luôn bé ơi. Mình lót luôn lót ô đồ cho nó đỡ mỗi lần đó mọi người. Dạ, hôm nay thì bà Giang quyết định đó là mình sẽ chơi lớn một lần xem mấy bà fan có chầm trò. Đó là bà Giang sẽ thử chơi tiệc trò chơi bằng máy tính luôn. Đó giờ mình chơi bằng điện thoại. Bây giờ mình phải sử dụng máy tính để mình chơi tiền trò chơi thì cái độ khó đó sẽ phải là gấp 3, gấp 4 lần. Nhưng mà vì quay clip cho các bà fan xem nên tôi quyết định hôm nay là tôi sẽ chơi tiền trò chơi và mình sẽ chơi với các bà fan và thầy đất nữa nha. À nhưng mà không biết giờ thầy đất đang ở đâu nữa. Thầy đất đang nơi đâu ta? Có thể là ổng đang ở nhà để xem ổng có on không mọi người. À mình lớp cho phần bạn bè mình xem thầy đất có... Oh, thầy đất có on, thầy đất có on. Đang online luôn chị em. Để thả tiếng chân cá. Giờ tôi ứng hả tim cái tự nhiên cái hiện cái bạn mặt ổng lên giữ thần chim én vậy. À mà dễ hiểu rồi, hiện tại là game Play Together. Khi mà ứng vô đây mọi người sẽ thấy cái hình đại diện. À nhưng mà mình phải ứng vô cái tim này nè thì mới là tim được nha chị em ơi. Ủa thầy đó hôm nay mập lên lại rồi. Vậy là chính xác là ổng đã không giảm cân thành công nha bé. Hôm bữa thì đó có nói với bà Dê là dạo này muốn giảm cân để cho là cái sức khỏe được tăng cường rồi đó. Nhưng mà bà Dê thấy là ổng mập hơn rồi. Chứ không có giảm cân, mập như con heo mà ổng nuôi vậy đó chị em. Rồi bây giờ không nói nhiều, bây giờ bà Dê sẽ lớn qua bên nhà của thầy Đức và te le qua thử xem là ổng đang làm cái gì ở đó, hoặc là ổng có đang giấu giếm bà Dê một cái gì đó không, để mình lớn qua mình xem, mình đột nhập bất ngờ nữa đó mọi người. Vậy chị chơi mưa tầm tã vậy trời. Tụi con đóng học phí chưa tặng quà chúng thú thầy ớt. Cái gì vậy? Giờ mới vô cái gì thì tự nhiên cái thầy đất bắt học sinh thầy đất lại đóng học phí với lại tặng quà chúng thú à. Đúng là hảo thầy đất ha. Rồi ok bây giờ bà Dê sẽ xử thầy đất. Tại vì thầy đất dám thu phí của các em học sinh ha. Đây. Ê, cái chỗ người ta đi dạy học mình vô chứ đi đọc phá hay gì. Trời đất ơi nghĩ sao em vừa te le qua anh bắt mấy bà học sinh phải ra tặng quà chúng thú cho anh rồi không có được vậy nha. Sao tới lễ rồi chứ. Lễ thì lễ nhưng mà anh cũng phải đàng hoàng, học sinh là để dạy học và yêu thương chứ không phải để tặng quà tặng ho cho thầy nha. Rồi bây giờ thì bà Dê sẽ để bà Dê xử thầy đất sau đi. Bây giờ bà Dê quyết định là sẽ rủ các bạn fan của bà Dê mình chơi tiệc trò chơi bằng máy tính. Hiện tại là bà Dê đang chơi bằng máy tính đó mọi người. Đây bạn phím. Các bạn phím đang hồ lồ luôn. Nhưng mà quan trọng là mình có chơi được bằng máy tính và mình có thể là thắng được và lượt qua các dòng được không, với lại nhân phẩm của bà Dê. Nên chị em hãy lót ghê. Rồi bây giờ bà Dê sẽ ngủ với bà. A few moments later. Mình sẽ hỏi bà là đi chơi tiệc. Ôi, mất tiêu rồi. Ok, ok, đi chơi tiệc trò chơi với tôi hem mọi người ơi. Đi, đang dạy học mà ai cho đi. Dạy học cái gì, bây giờ là giờ ra chơi rồi. Đây, bây giờ anh phải chơi với bà chơi. Lệnh bà không thể cãi giờ bà ra sao chứ đi chạy ra. Phải không? Anh nó mà cãi hả là em dớt cái này vô đầu anh liền á nha. Dớt vô đầu anh á. Trời ơi, chấn động bà kìa, chấn động bà hồ quá trời cô te. Rồi bây giờ là bà Dê sẽ lớn rồi la Dê để cho mấy bà fan tay leo qua thầy đốt rồi xong tay leo qua bà Dê để mình cùng mời mấy bà chơi thì trò chơi luôn nha. Ok la, bây giờ bà Dê đứng ngay trước chỗ cái game center luôn để hả mình đợi thầy đốt qua. Mà nãy giờ thầy đốt chưa qua nữa sao cái nọ này lâu lắm quá vậy trời. Mọi người ơi, bà đang xuất khỏi game rồi, bà bị lắc lắm
Hả? Nhưng mà vừa bấm máy xoài là ấn vô không có được. Ơ thì là hai gì? Không có được luôn. Đại thử nè, ơ không có thấy ổng luôn. Trời đất ơi, chấn động. Đây, bả bị đứng rồi, không thấy nào. Vô đi. Tí xíu nữa là bả cũng bị đăng xuất rồi, vừa lên nè rồi, vào luôn bé yêu ơi. Trời ơi, bà Hồng bán bông. Ủa có bà nào đó? Ủa có bà nào đó vậy? Ủa bà nào đứng nghe bà dê vậy? À rồi, ok. Ok, bây giờ mình sẽ vào nha. Hiện tại là có 15 bạn chơi với bà dê với bọn gôi. Vào liền tránh nóng, vào tất công chuyện. Hôm nay mình chơi quá, chờ quá, đất chị em mình lo rồi. Dơ. Ở chuyện bên. Cái này mình chạy qua chạy lại, chạy tới công chuyện rồi nhảy nhảy thôi bọn gôi. À, cái này là mình không sử dụng vé chuột mà mình sẽ sử dụng 4 cái phím. À, chữ với lại cái phím nhảy lên như thế này nha. Rồi, ok. Đây, trời ơi, chơi bằng máy tính ta nói là nó khó lắm nha mọi người. Đừng có chèn bơm cho tôi nha mọi người ơi. Cứu em, bác chị ơi. Rồi, ai là bơm gì, Ôi la la. Trời đất ơi, sợ xẻo. Ai, không. Không được vô góc đó là có một cái sự mà rất là nguy hiểm luôn á chị em. Bỏ ra, nếu em thấy em bị biến thành bơm hả? À, quên. Thấy rồi đó rồi mọi người. Rồi, xong. Vừa qua dòng đầu tiên, có bà Mi Mi phở bò. Cái gì?
thì chơi bằng điện thoại.